Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu uống nước lá dâu tằm có tác dụng gì và Trang có 5 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu thành phần hóa học có trong lá dâu tằm. Thứ hai, tác dụng của lá dâu tằm là gì? Thứ ba, cách sử dụng lá dâu tằm. Thứ tư, những lưu ý và cuối cùng thứ năm, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu lá dâu tằm mang đến những tác dụng như thế nào, hay đơn giản là sử dụng các bộ phận trên dâu tằm ra làm sao, thì hôm nay với những kiến thức này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Lưu ý, đây chỉ là những kiến thức giúp cho các bạn tham khảo để biết thêm về dâu tằm, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đồng hành ngay sau đây cùng với Trang. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu thành phần hóa học có trong lá dâu tằm. Trước khi chúng ta điểm danh qua thành phần hóa học có trong lá dâu tằm thì Trang muốn giới thiệu sơ lược về dâu tằm cho các bạn biết nhé. Dâu tằm có tên khoa học là Mucronba-Moraxe, họ dâu tằm. Và có những cái tên gọi như là dâu tàu, hoặc là tan, hoặc là người Tây người ta sẽ gọi đó chính là mẩy bơ. Còn người Thái người ta gọi là co mọn, hoặc là nằng phong theo tiếng gọi của người Dao. Thì bạn biết đó là dâu tằm rồi bạn nhé. Hoặc trong các bài thuốc đông y bạn sẽ nghe những cái bộ phận trên dâu tằm gọi như sau: lá dâu tằm hay còn gọi là tan diệp, vỏ của dâu tằm còn gọi là tan bạch bì, quả của dâu tằm là tan thầm, cành nhánh được gọi là tan chi, tổ vỏ ngựa trên cây dâu gọi là tan phiêu tiêu, và ký sinh trên cây dâu thì gọi là tan ký sinh. Nếu như bạn nghe tan diệp, tan bạch bì, tan thầm, tan phiêu tiêu, vân vân, thì các bạn biết rằng đó là những bộ phận sử dụng từ cây dâu tằm hay còn gọi là dâu tằm ăn đó. Thì để các bạn biết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua thành phần hóa học có trong lá dâu tằm. Thì lá dâu tằm cực kỳ giàu các axit amin, đặc biệt lưu ý quan tâm đến leucine, phenylalanine cũng như là arginine nè, nó rất là tốt cho sức khỏe của các bạn khi sử dụng. Hoặc là chúng ta để ý đến tannin, đường, bentosan, vitamin C, carotene, thì nó rất là có nhiều trong cái lá dâu tằm các bạn nhé. Thì sẵn đây Trang sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn luôn. Quả dâu tằm thì nó chứa cực kỳ giàu hàm lượng đường là fructose, glucose, tannin, vitamin C, beta carotene, cũng như là chất màu đỏ đó chính là anthocyanidine. Còn đối với vỏ của dâu tằm thì cực kỳ giàu hàm lượng axit hữu cơ, flavonoid như là mucrin, tannin, vitamin C. Còn tổ vỏ ngựa trên cây dâu thì giàu hàm lượng rotin, chất béo, muối sắt cũng như là calcium. Như vậy là chúng ta đã điểm danh sơ lược về cái bảng thành phần có trong các bộ phận của dâu tằm. Phần thứ hai, tác dụng của lá dâu tằm là gì? Thì tác dụng của lá dâu tằm trong đông y thì nó có vị đắng, ngọt, tính bình, cho nên nó được hỗ trợ trong việc điều trị là lương huyết, thanh nhiệt, sáng mắt cũng như là hạ huyết áp, tốt cho những người tiểu đường. Ngoài ra nó còn có lợi cho những cái trực khuẩn thương hàn hoặc là điều trị các tụ cầu nữa các bạn nhé. Thì tác dụng cụ thể của lá dâu tằm đó chính là nó sẽ hỗ trợ trong việc điều trị cảm sốt rất là tốt nè, cũng như là ho có đờm, bạn gặp vấn đề về đau răng, bạn bị phát ban, bạn bị hắt lào, cũng như là bạn gặp vấn đề về đau răng và bạn đang bị cảm sốt, và bạn gặp vấn đề về mắt như thị lực bị kém nè, hoặc là bạn mất ngủ thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt.
Ngoài ra thì lá dâu tằm còn mang đến cái tác dụng làm đẹp, làm sáng làn da, xóa mờ nám da tàn nhang nếu như các bạn kiên trì sử dụng đúng. Ngoài ra thì chúng ta có thể kể đến những bộ phận khác trên dâu tằm cũng có tác dụng các bạn nhé. Quả dâu tằm thì nó sẽ tốt cho thận, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra nó sẽ giúp cho bạn ngủ ngon, ăn ngon hơn, điều trị tóc bạc sớm nữa. Còn vỏ của dâu tằm đó thì nó sẽ có tác dụng là lợi tiểu, chữa phù thủng cũng như là lông đờm rất là tốt. Còn ký sinh trên dâu tằm thì nó sẽ tốt cho gan thận, đồng thời sẽ tốt cho vấn đề về xương khớp, thoát vị đĩa đệm. Tổ bọ ngựa trên cây dâu thì nó sẽ có tác dụng đặc biệt đối với thận, điều trị về chi mộng tinh, liệt dương hoặc là bạn bị bệnh bạch đới, tiểu tiêm nhiều do suy thận. Thì đó là những công dụng mà dâu tằm mang đến cho các bạn khi sử dụng. Và đặc biệt lưu ý quan tâm ngày hôm nay chỉ là lá dâu tằm thôi. Cái phần kia là Trang nói thêm cho các bạn biết để bạn thấy rằng tất cả các bộ phận trên cây dâu đều có tác dụng cho các bạn khi sử dụng. Đó chính là dâu tằm đó các bạn nhé. Phần thứ 3, cách sử dụng lá dâu tằm như thế nào? Ở đây Trang sẽ đặc biệt lưu ý quan tâm về cách sử dụng đơn thuần lá dâu tằm ăn để giúp cho các bạn sử dụng đúng bạn nhé. Bình thường chúng ta cứ nghĩ rằng lá dâu tằm thì chỉ để cho tằm ăn, để nuôi lấy kén và dệt tơ lụa thôi. Thì hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể ăn được lá dâu tằm. Bạn có thể sử dụng 20g lá dâu tằm, mỗi ngày chỉ sử dụng 20g thôi bạn nhé, để nấu canh nè. Thì cái hương vị của nó cũng giống như rau dền vậy đó, dễ ăn. Bạn có thể nấu cùng với tôm nè, nó rất là có lợi cho sức khỏe của các bạn. Đặc biệt lưu ý quan tâm đến những người cao huyết áp, bạn có thể nấu cháo từ lá dâu tằm. Chúng ta sử dụng gạo tẻ hay là gạo lứt đều được các bạn nhé. Nấu cháo lên cùng với 4-5 con trai làm sạch, bạn có thể xào qua và bạn cho vào. Cuối cùng bạn múc cháo ra và bạn cho lá dâu tằm sắc nhuyễn vào, chúng ta trộn lên và ăn. Thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của những người bị cao huyết áp nè. Nhớ là ăn vào buổi sáng, mỗi ngày ăn một lần thôi các bạn nhé, thì nó sẽ tốt nhất. Hoặc là bạn sử dụng lá dâu tằm dạng sắc nước uống, ở đây là sắc các bạn nhé. Thì chúng ta có thể sử dụng từ 6 đến 18g lá dâu tằm, không nên sử dụng nhiều. Thì bạn đem sắc lấy nước, bạn sắc cùng với 1 lít nước. Bạn sắc cho cô đặt lại còn khoảng 500ml nước thì bạn sẽ chia thành 2 đến 3 lần uống trong một ngày thì nó sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Hoặc đơn giản những bạn nào gặp vấn đề về đau mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc mắt đó thì có thể sử dụng lá dâu tằm, một nắm bạn vò ra. Bạn nấu nước sôi lên rồi bắt đầu bạn cho vào, sau đó chúng ta đợi nước ở nhiệt độ khoảng là 55 độ C để bắt đầu bạn xông mặt cũng như là xông cho mắt luôn đó. Thì nó sẽ giúp cho bạn điều trị rất là tốt nè. Hoặc là sử dụng lá dâu tằm để đắp mặt nạ. Chúng ta sử dụng như lá non nè, sau đó bạn giã nát ra, rồi bạn sẽ đắp lên mặt nè, lưu lại khoảng 15 phút, thực hiện mỗi tuần từ 2 đến 3 lần thì sẽ thấy da trắng trẻo mịn màng. Đồng thời những bạn nào gặp vấn đề về nám da tàn nhang cũng có thể hỗ trợ rất là tốt các bạn nhé. Thì đó là những cách sử dụng lá dâu tằm đơn giản nhất thôi để mang đến hiệu quả cho các bạn trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh. Đặc biệt lưu ý quan tâm đến bệnh cao huyết áp, sử dụng lá dâu tằm. Phần thứ tư, những lưu ý khi sử dụng lá dâu tằm. Lá dâu tằm hoặc là các bộ phận trên dâu tằm đều an toàn cho tất cả các bạn khi sử dụng, nhưng cũng cần nhớ những lưu ý như sau. Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ em dưới 9 tuổi thì không sử dụng dâu tằm hay là các bài thuốc từ lá dâu tằm hoặc là các bộ phận khác, các bạn cần lưu ý nhé. Tiếp đến là mặc dù nó có lợi cho sức khỏe nhưng cũng phải sử dụng với một hàm lượng vừa đủ để mang đến hiệu quả tốt nhất. Nếu như bạn nấu ăn thì khoảng 20g lá dâu tằm trên một ngày, còn nếu sắc nước uống là từ 6 đến 18g các bạn nhé. Và chúng ta sắc để uống để mang đến hiệu quả tốt nhất. Và đối với những trường hợp là bạn không bị sốt, bạn cũng ho không có đờm thì không cần thiết phải sử dụng dâu tằm kết hợp cùng với những dược liệu khác đâu.
cho nên các bạn cần phải lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Và nhớ là tham khảo ý kiến của các thầy thuốc trước khi sử dụng để an toàn tốt nhất cho sức khỏe của mình. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 5, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi Trang lá dâu tằm, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú có sử dụng được hay không? Thì câu trả lời là không sử dụng cho những đối tượng này bạn nhé. Tiếp theo bạn hỏi trẻ em có sử dụng được lá dâu tằm hay không? Thì câu trả lời là trẻ em dưới 9 tuổi thì không sử dụng lá dâu tằm. Từ 9 tuổi trở lên hoàn toàn có thể sử dụng bạn nhé. Lá dâu tằm sắc lấy nước uống mỗi ngày được hay không? Câu trả lời là bạn có thể sắc lấy nước uống mỗi ngày nhưng không uống thay nước lọc. Mỗi ngày bạn có thể dùng từ 6 đến 18 gram. Chúng ta sắc làm sao cô đặc chia thành 2 hoặc là 3 phần để chúng ta uống trong một ngày thì nó sẽ tốt hơn. Bạn nên uống sau bữa ăn 30 phút các bạn nhé. Lá dâu tằm thì có những cái tác dụng gì? Thì như Trang đã liệt kê ở phần đầu rồi đó, lá dâu tằm nó có vị đắng, ngọt, tính bình, tốt cho những người muốn thanh nhiệt, lương huyết, sáng mắt, hỗ trợ về điều trị cao huyết áp, tiểu đường hoặc là trực khuẩn thương hàn hoặc là nhiễm tụ cầu, hoặc là các vấn đề về phát ban, đau mắt đỏ, đau răng, mất ngủ thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt các bạn nhé. Đó là những công dụng mà lá dâu tằm mang đến cho các bạn khi sử dụng đó. Hoặc những bạn nào muốn làm đẹp da thì có thể sử dụng lá dâu tằm để làm mặt nạ cho mình, hoặc đơn giản là nấu canh ăn. Trong cái khẩu phần dinh dưỡng, mỗi tuần bổ sung thêm một vài lần thì nó sẽ tốt cho sức khỏe cả gia đình của các bạn luôn. Các bạn hỏi Trang rằng lá dâu tằm có tác dụng làm đẹp da hay không? Thì câu trả lời là có tác dụng làm trẻ hóa làn da, hỗ trợ điều trị về nám da tàn nhang nữa bạn nhé. Và hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay từ lá dâu tằm cũng như một số những bộ phận trên dâu tằm đã giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Nếu như ngày hôm nay bạn nghe rằng tan diệp, tan bạch bì, tan thầm, tan phiêu tiêu hay là tan ký sinh thì các bạn đang biết rằng đó chính là các bộ phận trên dâu tằm để chúng ta sử dụng cho đúng, cho an toàn, cho hợp lý để mang đến hiệu quả tích cực nhất cho sức khỏe của mình bạn nhé. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những kiến thức chia sẻ sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.